Vãi thử cái thanh niên này súng răng còn có 13 cái răng à. Không biết mấy cái răng kia đâu, chắc cái gì họa sĩ mà vẽ cái xong cái nổi điên á, bị mấy thanh niên khác đấm không trượt phát nào nữa. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Mami. Thì hôm nay mình đã tham gia một cái lớp học vẽ vẽ tranh ha. Thì hiện tại mình đã có 3 bức tranh, là mình đã vẽ thành công 3 bức tranh ha. Thì nhìn 3 bức tranh này các bạn có thấy quen không ta? Thì các bạn thử đoán xem là 3 bức tranh này mình đã chơi trong những cái game gì ha. Thì hãy comment bên dưới cho Mami biết với ha. Thì ok, Mami đã vẽ xong rồi. Thì đâu rồi, quay đây coi. Đó. Ô cái gì đây? Ô cái anh này nói gì vậy? Ô no, để edit. Ông họa sĩ ông đang nói điên rồi. Phải tìm cách thoát khỏi cái tiệm này thôi. Ô vãi cái gì vậy? Mới vẽ xong 3 bức tranh mà ông này ông nói khùng luôn hả? Trời ơi, mình mới vẽ có 24 tiếng mà. Vãi, 3 bức tranh mà mình ngồi ở nhà ông 24 tiếng. Không chắc sao ông nổi khùng, đúng rồi. Vãi, thôi em xin cứu. Có một cái chìa khóa bự nè mọi người, đó mình lượm chìa khóa mình chạy. Em xin lỗi anh họa sĩ, anh bình tĩnh, anh đừng có nóng nha. Để em chạy ra khỏi đây đi. Đó, ok, thoát ra khỏi đây rồi. Ok, mình đã ra được khỏi cửa rồi ha. Thì bây giờ đó, chiếc bon. Wow, mọi người đâu đông dữ vậy. Ok, bây giờ đây cái bút chì và bút vẽ màu là quá trời luôn. Nhảy qua không mọi người ơi. Trời ơi, hôm nay mình đi học vẽ tranh chung với mọi người, không ngờ mọi người đông dữ vậy luôn á. Đó, thì mọi người sẽ vẽ một chiếc bức tranh ha. Thì các bạn nhớ đoán bức tranh mà mình vẽ, 3 bức tranh mình vẽ bên đó. Thì comment ở bên dưới cho mình biết với nha. Đó, bây giờ mình sẽ đi tiếp thôi. Để hôm nay nói gì đây. Một trong 3 cái bút này là sẽ đi được, còn 2 cái kia là sẽ giống như là cây bút giả, mọi người đi sẽ rớt xuống dưới á. Đó, để mình coi coi. Cái này không phải. Ô, cái bên kia kìa. Ha ha. Mấy anh đi kia đi trước rồi nè. Đó. Ô dẫu ta, mình cũng đang học vẽ mà mình mới biết chỗ này à. Đó. Ok, 3 màu. Ô, cam xanh lá với là xanh ngọc hả? Cam xanh lá với xanh ngọc trộn ra màu gì ta? Hồi nhỏ mình cũng có hay học vẽ luôn á, nên bây giờ mình mới đi học lẹ vẽ lại nè. Ở trong đây nhiều màu ghê luôn á mọi người. Đó, sơn xanh đỏ tím vàng đủ kiểu luôn. Mình hồi xưa đi học á rất là thích vẽ vẽ cái gì ta? Vẽ cái nhà, cái lá, cái cây, cái gì, cái nhà, cái cây, rồi mình đứng mình chơi bên vườn có mặt trời ngay góc. Không biết các bạn nào vẽ bức tranh giống vậy không ta? Ok, lên đây mọi người ơi. Đó. Lên đây nè. Ở trên đây. Đó, lên trên đây nè. Thì không hiểu tại sao mình đang vẽ tranh thì cái ông yêu quái đó, ông lại ông cái ông họa sĩ á, ổng lại nổi điên lên đó, ổng dí tụi mình, ổng cắn, ổng ăn thịt tụi mình, nên là mình phải khi nhau bỏ trốn nè. Thiệt tình luôn á, đang vẽ tranh ngon lành đó, ổng đó kìa. Ôi sao đi một hồi chị nghĩ sao vậy? Ơi anh trời lũ đạn, trời cái bức tường nó cái kệ này nó trong suốt mọi người ơi, nó gài mình. Ôi đi một hồi gặp ông họa sĩ kìa. Ê mà ông họa sĩ ui ổng ăn thịt người ta kìa, vãi là kia. Ôi ổng ăn thịt khủng long rồi, xong phim. Trời đất ơi, ghê chứ ông họa sĩ này, ổng mặc cái áo nhìn giống bị đồ tù ghê mọi người. Áo sậu, ôi, ổng ăn thịt mình rồi. Vãi thật, họa sĩ mà cũng ăn thịt nữa, giống họa sĩ giống bị yêu quái. Vãi, trời họa sĩ mà răng súng. Rồi ơi, trời răng súng hài thì chứ. Để coi, một người như là có 32 cái răng đúng không? Để mình đếm ổng có nhiêu cái răng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Có đúng 13 cái răng. Ông này ông đúng súng răng luôn. Vãi thử cái thanh niên này súng răng còn có 13 cái răng à. Không biết mấy cái răng kia đâu, chắc cái gì họa sĩ mà vẽ cái xong cái nổi điên á, bị mấy thanh niên khác đấm không trượt phát nào nữa. Bị đấm không trượt phát nào nên là bị rớt không còn cái răng đó. Nên là khi mà không được nổi điên trong một tình huống á, phải bình tĩnh. Ôi có cái cuốn họng không đó nè. Ê vua, có dép không, mình lấy dép mình chọi cái cuốn họng con mất cười luôn á. Chọi cuốn họng cái đó, mà mình nhảy lên mình ôm cuốn họng nha. Nhảy lên chu. Ôi hụt rồi. Cuốn họng trơn quá, đụng không có được. Wow. Gì đây? Con này con đường gì đây? Con đường bao tử hả? Đây là con đường tình yêu nha mọi người. Đó, đây. Con đường tình yêu đó chính là con đường bao tử đó. Đi qua được con đường bao tử là mới đến được tình yêu. Đó, đây tình yêu đây. Tình yêu chúng ta là gồm có táo. Ông này không ăn ghê thì chứ không ăn táo nè. Uống sữa rồi quất luôn cái chai sữa trong bụng luôn. Vãi thật chứ, thanh niên này thì chứ. Trời cục á, cục thịt này, cục thịt bò nè. Cục thịt bò của mấy thanh niên thổ dân nè. Thịt thì đúng ngon luôn á. Thôi, ổng ăn luôn xương, ổng nuốt luôn xương, ổng uống sữa, ổng nuốt luôn chai luôn. Kinh thật. Wow. Rồi, bây giờ mình đã qua tới ruột gì ta? Ruột non rồi, bây giờ mình xuống tới ruột già nha.
rùa già này là nó đây là giống như là cái này giống như axit vậy mọi người, nó đang phân hủy thức ăn nè, nó thức ăn đi qua bắt đầu nó kẹp lại nè, phân hủy thức ăn nữa. Ôi, rồi xong phim lũ đạn Vami bị phân hủy luôn rồi. Vãi, ông họa sĩ này trong cái hộ tiêu hóa còn nhìn mất cười quá ha. Ok qua thôi, không cho ông tiêu hóa mình đâu, mình sẽ đi ơi lắc rồi lắc cái này là nghi bị tiêu hóa nè. Ôi dạ, y luôn, trời đất ơi, đang đi bị lắc, trời đất ơi, thiệt cái tình. Ok bây giờ mình đi lại nha, đó qua nè, lắc nữa rồi. Ok, xuống đi, xuống đi. Ok, lắc quá. Đó, chỉ những cái anh tiêu hóa đó gặp mình nó lắc dễ sợ thiệt. Nếu mình nó muốn ăn thịt mình, wow. Ở đây đâu vậy? Trời, ra tới cái gì rồi mà sao rồi nhìn màu không vậy? Có mấy cái dây thần kinh dây gì ta? Cái này giống như dây cơ á mọi người, giống như cơ của mình á. Đó, mà không biết cơ ở đâu nằm trong bụng nha trời. Đó, máu mềm lùm la ghê quá. Ok, qua đây hả? Qua đây rồi thì qua đây thôi. Qua đây đâu đó ta? Trái rồi. Ôi dạ. Không được rồi, trái là chết rồi. Trái, nãy là trái đúng không? Ok, bây giờ mình đi lại nha. Trái nè, phải nè, hồi nãy đi bên trái chết, bây giờ mình phải nè. Phải rồi, trái nè. Ok, rồi, trái, phải, trái nha mọi người. Trái, phải, trái. Đó, cứ trái, phải, trái mà đi nha. Ok, rồi xong. Sau khi chúng ta qua được ruột già của anh ruột non, sau đó chúng ta tiêu hóa xuống ruột già của anh họa sĩ độc ác, thì bây giờ chúng ta đã hành trình tới được cái mông của anh ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua bằng đường hậu mên. Đó, mấy em xíu được ăn xúc xích luôn rồi. Rồi rồi, để coi thanh niên nào ăn xúc xích. Hai thanh niên ăn xúc xích luôn. Trời đất mẹ ơi, ăn liên tục luôn. Phải thôi chứ mấy thanh niên. Trời lớn, trời. Phải thôi, trời ngồi đây coi mấy thanh niên. Ok, và cuối cùng hai thanh niên qua được. Đó, đó, đi nữa nè. Đó. Tội nghiệp thanh niên quý anh. Nãy giờ ăn ứ đúng nhiều luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra tiếp thôi. Để coi đi ra tới đâu đây. Wow. Tamiki on this one. Thời gian là chìa khóa duy nhất. Ấy da. Ờ, bị mấy cái ống cống này nó xịt trúng rồi. Mấy ông không ống cống, mấy cái ống này giống như nó phun cái màu ra mọi người, phun cái mực màu ra đó. Rất là nóng hả? Đó. Giống như là khi mà mọi người để đông á, mực á mọi người để đông á, mực nước thì nó sẽ bị đông lại, nó bị đông lại á, thì cái máy này nó có nhiệm vụ là nó sẽ hâm nóng cái mực lên đó, sau nó sẽ bơm ra đó cho họa sĩ vẽ đó mọi người. Đó, thì chức năng nó là vậy ha. Thì mình chỉ nghĩ vậy thôi chứ mình không biết có phải hay không thôi nha. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp thôi. Đây, phòng này phòng vẽ luôn nè mọi người. Đó, có hai bức tranh nè. Đó. Ok, mọi người đoán xem hai bức tranh này là hồi nãy mình cũng có vẽ luôn á. Đó. Thì mọi người đoán xem đây là game gì ha. Đó, comment bên dưới mình biết cái nha. Đó, thì game này mình cũng đã từng chơi rồi. Ok, mình đi tiếp thôi. Đây, Mr. Họa sĩ. Ở gì quickly zoom into the pen. Nhảy vô trong bức tranh nữa, có luôn hả? Care to look at my new. Ổn, kêu cẩn thận khi nhìn vào khi đi vào nhìn, look at là nhìn vào đúng không? Nhìn vào cái gì mới của ổng nè, ổng cười. Thôi nhảy vô thôi. Rồi xong. Ở đây là đâu vậy? Ủa, mình đi vô trong bức tranh luôn mọi người. Ủa, cái này giống cái tù quá vậy? Vãi thật chứ, ông họa sĩ này ổng vẽ cái nhà tù trong tranh. Ôi, the bending sim to the sim song dungeon, ngục tối hả? Ủa, mình thấy sáng chân mà. Vãi, có hoa trong này nữa chứ, có cây trong này nữa. Ôi, ghê thật, cái ông họa sĩ này ổng ghê thật. Ổng vẽ nguyên một cái nhà tù ở trong bức tranh luôn nè mọi người. Ủa, bây giờ chạm phải thoát thôi. Ủa, mà thôi nhà tù của ổng ngắn ngủn vậy ta. Nhà tù của ổng đi có chút xíu rồi tới nơi luôn rồi nè. Đó, rồi vô thôi mọi người. Để coi nó dẫn mình đi đâu ha. Ô, ngạc nhiên chưa? Ô, ra ngoài luôn rồi đó, hứ. Ra khỏi đây luôn rồi. Ô, ngồi vậy. Ôi, cái bức tranh của ổng hài quá. Bức tranh của ổng là ổng tạo ra một cái căn ngục tối cho mình nhốt mình ở trong đó. Sau khi mình vượt ra khỏi cái ngục thì mình ra ngoài luôn. Vãi thật chứ. Ông họa sĩ này ổng thích đùa á, sợ luôn á. Ok, về tới nhà rồi. Ha ha. Mình đã về tới nhà rồi mọi người ơi, mình đã về rồi. Yeah, bây giờ thì mình đã thoát ra được khỏi cái tiệm vẽ tranh của ông họa sĩ đi khùng rồi ha. À, về nhà an toàn rồi. Ok, các bạn thấy thích video này nhớ để lại cho mình một like, một share và nhớ subscribe kênh channel của mình để nhận thêm nhiều video ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người.